sáng ngày 27 tháng 8 tại nhà văn hóa khu hiệp An 2, phường Phương Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phương Nam tổ chức lễ phát động gia quân tổng vệ sinh môi trường năm 2017. Tại lễ gia quân, đông đảo cán bộ hội viên các đoàn thể, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn khu hiệp An 2 đã tham gia thu gom rác thải, phát cỏ, dọn vệ sinh tại tuyến đường HCR, nhà văn hóa và khu vực cổng chào của khu. Cùng với phường Phương Nam, trong buổi sáng cùng ngày, các xã phường trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức lực lượng phương tiện thu gom xử lý rác thải nạo vét, khơi thông cống rãnh tại nơi công cộng, giải phóng các điểm tập kết phế thải, vật liệu xây dựng không đúng quy định. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân thành phố trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, đồng thời góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với mục tiêu xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp tích cực thực hiện chủ đề công tác năm về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong thời gian qua mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức và nhân dân đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định chủ động ra soát thường xuyên tổ chức các đợt gia quân dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư cơ quan đơn vị trường học cơ sở sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp nơi tập trung đông dân cư duy trì hiệu quả phong trào ngày chủ nhật xanh